tiếp tục giáo trình guitar đàn hát cơ bản với điệu bass tông nhịp 3-4. Thì tiến trình chúng ta học điệu bass tông nó sẽ như trên màn hình các bạn thấy. Mình vẫn sẽ đi từ đầu dành cho những bạn mới, và chúng ta vẫn sẽ tập chọn vẹn bộ bài hát cho cái điệu này. Thì lúc đầu các bạn chịu khó tập bài do mình chọn, vì mình không thể nào lấy ví dụ hết được, chủ yếu là mình sẽ thông qua bài đó mình chia sẻ đến các bạn nhiều kiểu đệm của cùng một điệu, cách mà chúng ta kết hợp các kiểu đệm đó với nhau để đệm cho bài hát nó hay hơn. Rồi sau khi mà các bạn đã vững rồi, các bạn nắm được nhịp rồi hợp âm rồi cái tiết tấu, thì tự các bạn sẽ có thể tự đệm các bài hát khác ở cùng cái điệu đó. Thì quay trở lại với bài, thì các bạn nhìn vào màn hình để xem tiết tấu của cách đánh điệu bass tông ở cách thứ nhất. Thì ở bài sau chúng ta sẽ học cách đánh thứ hai và cái cách quay trả ở phần cao trào điệp khúc. Thì đầu tiên các bạn cứ làm quen với cách đánh thứ nhất, thì tiết tấu nó cũng không có gì khó cả, thì nó sẽ như thế này đó. Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có tiết tấu là bùm cha cha, thì bùm chính là cái nốt bass của hợp âm, còn cha cha là các bạn móc 3 dây cùng một lúc, là dây 1, dây 2, dây 3. Đó thì chúng ta sẽ có nhịp 3-4, ứng với nhịp 1 nó sẽ là bùm, nhịp 2 là chát và nhịp 3 là chát. Đó thì bây giờ mình sẽ đánh chậm ở 3 hợp âm, đánh chậm cái điều này ở 3 hợp âm, đó là 3 thằng thứ mi trưởng và rê trưởng. Thì một lát mình sẽ nói về cái hợp âm mới này đó. Thì các bạn có thể lấy đàn ra và chúng ta sẽ tập, vừa tập đánh tiết tấu và các bạn phải tập nhịp chân. Thì cái nhịp chân lúc nào mình cũng quan trọng hết, bởi vì nó rất là quan trọng nếu mà sau này các bạn muốn học nâng cao hơn nữa, như là chúng ta học solo hoặc là lead, thì cái nhịp chân, cái giữ nhịp của bài hát nó rất là quan trọng đó. Thì đối với nhịp 3-4 để mà chúng ta không có lẫn lộn giữa cái phách mạnh và cái phách 2-3, thì mình thường nhịp chân như thế này. Các bạn có hình dung đây là cái mặt phẳng đúng không, còn đây là bàn chân của chúng ta nè. Thì khi mà nhịp mình sẽ nhịp 1 là mình sẽ dùng cái gót mình giảm xuống 1 2 3, thì lúc nào nhịp 1 cũng là gót chân 1 2 3, thì nhịp 1 chính là cái phách mạnh và cũng chính là cái mà chúng ta vào âm á, vào cái nốt bass á. Thì để mà chúng ta không lẫn lộn với cái nhịp kia, thì bạn có thể tập theo như cách của mình, đó là 1 2 3, 1 2 3. Đó bây giờ mình sẽ đánh chậm cái điệu này ở 3 âm như hồi nãy mình nói, rồi mình sẽ đọc theo nhịp, thì các bạn có thể tập theo, các bạn nhập tập nhịp chân ở cái tốc độ chậm, và dần chúng ta sẽ tăng lên, nó sẽ như thế này 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Rồi mình sẽ đánh lại 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Đó thì cái 1 là phách mạnh, cũng là cái nốt bass mà chúng ta đánh khi mà chúng ta chuyển hợp âm đó. Thì các bạn cứ lúc đầu các bạn tập chậm thôi đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái phần đó là hợp âm của bài hát này. Thì đối với cái hợp âm của bài hát này thì nó sẽ hơi khó, nhưng mà trước sau gì chúng ta cũng phải học. Thì đối với những bài đầu, các bạn cố gắng tập luyện những hợp âm này, bấm cho nó quen với cái tay. Chúng ta chịu cái khoảng thời gian đầu là chúng ta sẽ đau tay và chúng ta bấm nó sẽ hơi bị rè. Thì chúng ta cứ làm quen trước những cái đó, rồi sau này chúng ta sẽ không có phải mất thời gian với phần bấm hợp âm nữa, vì nó cũng không quan trọng lắm. Thì chúng ta chỉ cần nhìn theo cái sơ đồ âm rồi chúng ta tương ứng với các ngón cái bàn tay trái là 1 2 3 4. Thì ở bài trước chúng ta mình đã nói rồi, thì các bạn cứ dựa theo cái sơ đồ bấm hợp âm, chiếu là chúng ta tập hàng ngày để chúng ta tăng cái lực bấm cho nó không bị rè. Rồi cái thứ hai là chúng ta cho nó quen với cảm giác là nó không bị đau nữa. Rồi một khi mà các bạn đã quen rồi thì chúng ta dành thời gian đó chúng ta học những cái hay, những cái nâng cao hơn thì nó sẽ hay hơn. Chúng ta không muốn mất thời gian vào phần bấm hợp âm đó. Thì bây giờ mình sẽ bấm một lần qua, các bạn có thể nhìn vào màn hình để xem những hợp âm mình đã ghi trên đó nó tương ứng với cái đánh số của cái bàn tay trái rồi. Thì bây giờ mình sẽ bấm qua một lần để các bạn hình dung và các bạn bấm cho nó chính xác. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có hợp âm là pha tăng thứ, thì trên đó mình cũng sẽ ghi tên gọi của hợp âm. Thì các bạn không cần thuộc, chủ yếu là các bạn biết cái hợp âm đó là hợp âm gì. Rồi mình sẽ tiếp xúc với hợp âm rất là nhiều, thì dần dần các bạn sẽ tự thuộc đó. Thì đầu tiên sẽ là pha tăng thứ, thì nó sẽ như thế này, hai ngón vào đây và một ngón vào đây, các bạn đại xuống đó. Các bạn cố gắng tập chậm và các bạn bấm thêm lực vào đó. Thì khi mà tập á, ở bài trước mình cũng đã chia sẻ rồi, các bạn phân ra nhiều lần tập, khi mà đau á các bạn phải cắt đau ngón tay á, đau đầu ngón tay các bạn cắt rồi
rồi một lát bạn lấy ra mình phân ra nhiều lần tập để chúng ta quen với cảm giác ấm, rồi chúng ta tăng thêm lực nữa nhưng mà vẫn không có bị đau quá. Nếu mà đau quá thì lần sau tập chúng ta rất khó tập đó. Thì đầu tiên là pump pha thăng thứ nó sẽ như thế này đó. Rồi tiếp đến là pump pha thăng bảy nó sẽ như thế này, một ngón vào dây này, ngón vào dây này, rồi một ngón này đè, rồi đó là pump pha thăng bảy. Rồi tiếp tục là đến hợp âm mi trưởng đó, thì hai ngón vào đây, một ngón vào đây, rồi tiếp đến hợp âm ra trưởng này, một ngón vào đây, một ngón vào đây, một ngón vào đây à, đánh từng nốt bass. Thì trên màn hình mình cũng sẽ ghi cái nốt bass của từng hợp âm, các bạn cứ dựa vào đó là đánh, mình không có nói chi tiết thì nó sẽ mất thời gian. Rồi tiếp tục là cái hợp âm đô thăng thứ thì nó sẽ như thế này, một ngón vào đây, một ngón vào đây, một ngón vào đây, chúng ta quay xuống người dây năm. Rồi tiếp đến là âm đô tầng 7 thì các bạn sẽ thả cái ngón này ra, các bạn bấm vào đây đó, thì hai ngón vào đây này, một ngón chặn đây, rồi cũng đánh từ dây năm đó. Rồi tiếp theo là âm si thứ thì nó sẽ như thế này, hai ngón vào đây, một ngón vào đây đó, rồi chúng ta ra xuống. Rồi tiếp đến nữa là âm si trưởng thì cái hầu âm này hơi khó bấm, đối với mình nhiều đến tập lâu mà vẫn hơi khó bấm, chủ yếu là các bạn đánh được cái nốt bass thôi, còn mấy cái này nó hơi đè một chút cũng được, chủ yếu là các bạn bấm cho nó chính xác cái nốt bass ở dây số 5 này đó. Thì chúng ta sẽ ra xuống đây là âm si trưởng. Rồi hợp âm cuối cùng đó là âm la dáng 7, nó sẽ như thế này, một ngón vào đây, một ngón vào đây, rồi cái này chặn đó. Thì các bạn sẽ chia ra nhiều bài tập, đầu tiên là các bạn tập điệu, rồi một lát là các bạn tập và chuyển cái hợp âm cho nó chính xác, thì nó sẽ hơi khó. Thì một tuần thì mình nghĩ là đủ, nếu mà các bạn phân ra nhiều thời gian, một ngày các bạn tập khoảng 1 tiếng thôi hoặc là nửa tiếng, nhưng mà mình phân ra khoảng từ 5 đến 10 lần thì dần dần các bạn sẽ quen đó. Thì chúng ta cứ tập với những hợp âm đó, rồi sau khi các bạn đã biết được cách đánh điệu phát tông ở cách thứ nhất và biết được những hợp âm mới, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần thực hành, đó là ráp vào hát ca khúc Ta Có Hẹn Với Tháng Năm của nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt do ca sĩ Huyền Hà trình bày. Thì những bạn nào chưa nghe bài này á, có thể gõ trên mạng và nghe qua vài lần để làm quen với giai điệu. Thì bây giờ mình sẽ đi vào phân tích cái cách mà chúng ta bắt nhịp để vào vừa đệm vừa hát cho nó chính xác. Thì chúng ta sẽ có cái câu đầu tiên, đó là ta nhớ người ngồi sau ta khi chiều qua trên con đường ngày không mưa ta đổi nắng đến mặt trời. Thì chúng ta sẽ có là ta nhớ là ở nhịp 1 là chúng ta sẽ vào cái nốt bass đầu tiên, hợp âm đầu tiên, đúng không? Thì các bạn có thể nhìn vào màn hình để hình dung cho rõ hơn. Thì ta nhớ này là bùm này, rồi người là nhịp thứ hai nè, đúng không? Rồi ngồi là nhịp thứ ba nè, rồi sao ta là quay lại nhịp 1 chuyển sang hợp âm mới, đúng không? Rồi khi là nhịp thứ hai, rồi chiều là nhịp thứ ba, rồi qua là qua cái nhịp thứ nhất ở hợp âm mới. Thì bây giờ mình sẽ đánh chặn cái câu đầu tiên, nó sẽ như thế này: ta nhớ người ngồi sau ta khi chiều qua. Đó, thì các bạn có thể bấm vào cái phần mô tả dưới video để xem cái hợp âm của bài hát này, mình chọn mình để ở dưới đó, thì các bạn có thể sao chép về rồi chúng ta cùng tập. Đó, thì cái đó là câu đầu tiên. Rồi cái câu tiếp theo là trên con đường ngày không mưa ta đổi nắng đến mặt trời. Thì vẫn là trên con đường, trên con này là vào nhịp 1 này, rồi đường là nhịp 2, rồi ngày là nhịp 3, rồi không mưa là chuyển sang nhịp 1 của hợp âm mới, rồi lại ta là nhịp 2, rồi đội là nhịp 3, nắng thì sang cái hợp âm mới, đến mặt trời thì qua hợp âm mới. Đó, thì bây giờ mình sẽ đánh chậm lại hết cái câu này, các bạn có thể lấy đàn ra và tập cùng với mình. Ta nhớ người ngồi sau ta khi chiều qua trên con đường ngày không mưa ta đổi nắng trời. Đó, thì bây giờ mình sẽ đánh chậm lại một lần nữa. Thì nó cũng không khó đâu, các bạn cứ tập kỹ cái phần mà tiết tấu và nhịp chân á, thì chúng ta vào hát rất là dễ, như là cái điệu ballad ở bài trước vậy á. Bây giờ mình sẽ đánh chậm lại nè, các bạn lấy đàn ra và chúng ta sẽ tập theo. Rồi cái câu sau nó cũng tương tự vậy thôi. Bây giờ mình sẽ đánh lại cái câu đầu tiên: ta nhớ người ngồi sau ta khi chiều qua trên con đường ngày không mưa ta đổi nắng đến mặt trời. Đó, thì
cái đó là cái câu đầu tiên. Rồi đến câu tiếp theo nó sẽ là khi gió kia ngược lối, còn em đang mỉm cười, mình có nhau giữa mùa thảnh thơi. Thì chúng ta sẽ có là kỳ gió nè, là chúng ta vào nhịp 1, rồi khi là nhịp 2, rồi ngược là nhịp 3, rồi lối là chúng ta sẽ quay lại nhịp 1, nhưng mà chúng ta vẫn giữ hợp âm đó. Rồi cái tiếp theo là chúng ta sẽ nghĩ chát chát, rồi tiếp tục còn em là chúng ta lại vào nhịp 1 mới đó, còn em nè. Rồi đang là chúng ta lại nhịp 2, rồi mỉm là nhịp 3, rồi cười là quay lại nhịp 1, nhưng mà vẫn giữ hợp âm đó, đúng không? Đó, thì bây giờ mình sẽ đánh lại câu này, nó sẽ như sau. Mình sẽ đánh chậm. Thì gió kia ngược lối, còn em đang mỉm cười. Đó, mình sẽ đánh lại lần nữa nè. Thì gió kia ngược lối, còn em đang mỉm cười. Đó, thì nó cũng không có gì khó cả. Rồi đến cái câu cuối cùng, nó sẽ là mình có nhau giữa mùa thảnh thơi. Thì chúng ta sẽ có là mình có là nhịp 1, đúng không? Rồi nhau là nhịp 2, rồi giữa là nhịp 3, rồi mùa là quay lại nhịp 1 ở hợp âm mới, đúng không? Rồi khi mà đến chữ mùa chúng ta sẽ nghĩ chát chát, sau khi chúng ta đánh bass thì chúng ta sẽ nghĩ là chát chát, rồi thảnh thơi thì chúng ta lại vào nhịp 1 ở hợp âm mới, đúng không? Rồi chúng ta sẽ nghĩ chát chát. Đó, thì câu tiếp theo nó sẽ là mình có nhau giữa mùa thảnh thơi. Đó, mình sẽ đánh lại. Mình có nhau giữa mùa thảnh thơi. Đó, thì trọn vẹn cái câu, cái đoạn đầu tiên nó sẽ như thế này. Mình sẽ đánh chậm và mình hát chậm. Các bạn theo dõi. Ta nhớ người ngồi sau ta khi chiều qua, trên con đường ngày không mưa ta, đôi nắng đến mặt trời. Gió kia ngược lối, còn em đang mỉm cười, mình có nhau giữa mùa thảnh thơi. Đó, thì các bạn tập cái đoạn đầu nó y hệt như là mình đánh demo hồi nãy, rồi cái đoạn thứ hai nó cũng y hệt vậy thôi, chỉ là cái lời nó khác đi thôi, còn cái tiết tấu và cách bắt nhịp nó cũng y hệt thì luôn. Thì các bạn ở cái bài tiên, ở cái điều bắt tâm của cái bài đầu tiên này, để các bạn tập cho mình. Thứ nhất là cái hợp âm mới, và cái thứ hai đó là cái cách đánh điệu bass tông ở cách thứ nhất này, đó là bằng chát chát. Các bạn phải vào, các bạn ráp được với hát, nó phải vừa đều vừa hát, nó phải vào được. Đó, thì các bạn ráp từ cái đoạn đầu và đoạn thứ hai. Các bạn có thể lấy cái hợp âm ở dưới cái phần mô tả video á, các bạn tập. Rồi ở bài sau chúng ta sẽ tập đến cái phần điệp khúc, chúng ta sẽ tập cái cách đánh thứ hai, nó cũng không có gì khó đâu. Đó, rồi chúng ta sẽ tập thêm cái phần bài trả, thì chúng ta sẽ xử lý cái phần điệp khúc cho nó hay hơn. Thì trước hết các bạn cứ tập cái lời 1 và lời 2 của bài hát này, vô được cái cách đánh và cái các bạn vào hát được. Đó, thì trước mắt là các bạn cứ tập như vậy đã. Bây giờ mình sẽ đánh một lần, lần cuối là cái vừa đoạn 1 lần 2, các bạn có thể xem rồi các bạn tập theo. Thì trong bài sau chúng ta sẽ tập tiếp cái cách đánh thứ hai và cái phần việc trả. Bây giờ mình sẽ đánh demo cái bài tập của bài ngày hôm nay. Thì mình hát không hay nhưng mà mình demo để các bạn dễ hình dung. Các bạn cố gắng lắng nghe. Ta nhớ người ngồi sau ta khi chiều qua, trên con đường ngày không mưa ta, đổi nắng đêm mặt trời. Thì gió kia ngược lối, còn em đang mỉm cười, mình có nhau giữa mùa thảnh thơi. Ta nhớ người từ vai ta trong ngày gió, bên nụ cười xa xăm càng lắm cơn mưa sao, nghe tiếng diêm vu vơ lời ra dân vùng về, mà lòng vui như trẻ thơ nhận được quà. Đó, thì cái đó là cái phần demo để cho các bạn có thể hình dung và các bạn tập theo. Thì bài này mình sẽ kết thúc tại đây. Các bạn cố gắng tập luyện tách đệm và nhịp chân cho nó chính xác, rồi bấm hợp âm và chuyển hợp âm cho nó nhanh, và quan trọng là phải vào ráp vào hát cho nó được. Nếu có thắc mắc hay là góp ý gì á, các bạn cứ để lại bình luận bên dưới.
mình sẽ cố gắng phản hồi trong thời gian sớm nhất. Và các bạn đừng quên là nhấn theo dõi để xem những video mới nhất của mình. Thì trong ngày sau chúng ta sẽ học về cái cách đánh điều bắt không và cách thứ hai, và cái điều mình trả ở cái phần cúc và đánh ở cái phần trong chào đó. Thì chào các bạn, cảm ơn các bạn rất nhiều.